cái này đúng không? Giấy làm gì mình xếp photo kiểu này. Còn trong trường hợp giấy nếu mà sai của giấy nó xoay như này, cái tờ này nó xoay này đấy, thì photo như thế này em. Nhưng mà nó đã như thế này rồi thì mình cứ để thế này đã. Nó bao như này mình xoay đấy, và em để vào bên rồi. Ở trên đây thì mình sẽ quay chữ quay mặt lên trên. Còn photo ở dưới thì mình sẽ úp xuống dưới. Đây mình có hai cái photo. Đấy, khi mình photo đặt ở bên trên đấy. Khi mình đặt ở bên trên mình để chữ như thế này nhé. Và mình ví dụ tờ này là một mặt thì mình sẽ chọn, ví dụ mình muốn ra photo thành mấy tờ đấy thì mình ấn đây, cứ ấn số 5 này thì nó sẽ ra 5 tờ ra cho mình. Còn nếu mà mình không muốn thì mình ấn xóa đi thì nó về một định làm số 1 này. Đấy, khi mình photo mình ấn số 1 nhé. Mình cứ đặt lên đây mình chọn A4 này. Ấn start. Thì nó sẽ ra một tờ cho mình. Đây. Thì nó sẽ ra một tờ này. Đấy, trong trường hợp cái tờ này nó là hai mặt đúng không? Khi cái tờ này nó là hai mặt thì mình đặt ở đây và mình chọn hai mặt. Đây có nghĩa là 2 giữa 2 này. Có nghĩa là mặt trước mặt sau có nghĩa là hai mặt đấy, 2 giữa 2. Cái tờ này hai mặt ra tờ hai mặt thì nó cũng ra một tờ hai mặt ra đây cho mình. Còn hai tờ một mặt như thế này vào thì ghép lại thành một tờ hai mặt. Thì đây là hai tờ một mặt này ghép thành một tờ hai mặt. Đấy. Còn cái phần này là phần photo chứng minh thư này. Khi mình photo chứng minh thư nhé, đây em hướng dẫn qua đây chứng minh thư, ví dụ mình gấp một cái tờ giấy này là thành chứng minh thư cho mình. Để quay cho chứng minh thư. Đây đưa ra anh photo thử luôn chứng minh thư. Khi mình photo chứng minh thư chắc chắn là sẽ không chạy được bên trên rồi. Khi mình photo chứng minh thư mình đặt đây. Đặt đây này. Mình chọn khe bốn đúng không? Mình chọn đây này. Chọn vào đây. Đây là photo chứng minh thư này. Khi mình chọn vào đây mình phải ấn đây full size này. Mình muốn chạy chuẩn được khi mình ấn vào. Còn đây mình cũng chọn số tờ ra. Đây nhiều tờ này. Một tờ đấy. Vâng. Đấy. Một mặt này, một tờ. Photo đã đây là nó quét một mặt thứ nhất. Và mình dở lại cái chứng minh thư để cũng để vị trí này. Đấy. Đấy, thì nó sẽ ra một cái chứng minh thư này cho mình. Đấy, nó có 3 chức năng photo như thế này thôi. Còn cái về phần đem gửi ai này không... Chứng minh thư lặp qua lặp lại thôi. Đó, mất cái thì đây không thấy đâu. Đây, em hướng dẫn qua cái phần dắt giấy nhá. Khi ví dụ